nên nè. Còn đây là chủ tịch phường. Cô Lý rồi phải đi xuống làm việc với bộ đội mà đồ không cầm giấy tờ, ông cần cũng cầm một cái thông tin cho đi xuống với căng thang các bố quán là phải yêu cầu người ta làm này kia vừa hỏi ra. Anh nói rõ một rõ cái việc làm của phường. À, thì đang buôn bán vậy phường kém với một cái đội ngũ rất là đông tới và ập vô nói tôi là có liên quan tới một cái ca F0 và hai tên anh đó là Phan Trọng Khôi có ghé quán của tôi là dân quân của phường. Là một cái dân quân của phường tới đang buôn. Tôi yêu cầu là thứ nhất là cho tôi cái thông tin dịch tễ và cái hình ảnh của cái anh dân quân đó để tôi biết là có chính xác là tới đây quán của tôi ăn hay không, nhưng mà hoàn toàn không đưa thông tin đến đồ, ngay cả cái thông tin dịch tễ cũng có trong quá trình đôi bên giờ trừ họ mới quay ra họ làm một cái công việc khác. Tôi có lấy không nhưng tôi khẳng định là không có dân quân nào ăn bún quán chắc chắn là không bao giờ có dân quân nào qua đây mà ăn bún quán này đó. Ở đầu tiên tới còn đọc tên sai quán là nói hỏi cái có phải có anh Tuấn ở nhà không. Thấy rồi. Đây là anh chủ tịch phường nè, đến đòi test Covid nhưng mà lại không có thông tin dịch tễ của cái người F0. Và họ đã chuẩn bị từ sáng, ở bên phường đã tập trung rất là từ sáng các anh an ninh rồi đây. Nhưng cuối cùng đến đây lại kêu là chưa có thông tin dịch tễ. Anh chạy qua bên y tế lấy liền cái thông tin dịch tễ của phòng của tôi cầm nói luôn mình nhà. Anh mang một cái biên bản xử lý và mình chính qua đây luôn. Anh cứ đưa thông tin dịch tễ đi rồi chúng ta sẽ phối hợp. Rồi. Anh đến nay làm việc anh chưa có thông tin dịch tễ. Anh không có nội dung mà anh đưa. Rồi, anh hãy dừng cái việc, anh hãy dừng cái việc biên bản vi phạm hành chính. Các anh sai trước không, đến đây là bây giờ, có thông tin bây này. Bây giờ tôi nói với chị ngay như thế này nè, thông tin về rất là gấp. Chúng tôi sợ nếu mà trường hợp mà không làm không, không. Anh đừng có nói thời đại bây giờ á, các anh đưa thông tin ra chỉ việc email hoặc anh in ra một phát là xong. Thời đại 4.0 mà anh cứ thông tin gấp mà anh không in được cái thông tin dịch tễ. 3G, 4G. Nói chuyện làm anh chủ tịch phường mà anh kêu là anh không có 3G, thời đại 4.0 anh không biết. Cái thứ nhất anh đang làm, anh đến làm việc cả anh cả chủ tịch phường, anh đến anh làm việc mà anh mất thời gian của chúng tôi nãy giờ còn hơn nửa tiếng đồng hồ mà anh chưa có giải quyết được vấn đề gì hết. Tôi nói với chị ngay như thế này anh nè. Phải có thông tin kia anh đến chứ, việc khăng khăng anh tới anh test tôi là sao. Tôi nói chị ngay như thế này nè, thông tin á là thông tin từ ở trên kia họ đưa về á là F0 họ khai như thế. Thông tin đưa về thì anh in ra, tôi nói nè, trong vòng nửa tiếng đồng hồ dịch có thể lây lan rất là nhanh nên chúng tôi phải làm liền. Còn lại cái hồ sơ liền. Tôi nói với anh nè, biết bao nhiêu cái thông tin bị sai lầm, có nhiều người tới đọc bậy bạ của cái không phải là chính ba báo truyền thông của nhà nước sẽ đưa biết bao nhiêu cái vụ tới mà nhầm lẫn thôi. Làm sao mà trường hợp nhầm lẫn thì tôi sẽ là chịu trách nhiệm, tôi xin lỗi anh. Tôi không cho phép anh xin lỗi tôi luôn và tôi không có quyền bây giờ cái thông tin nó nhanh và chúng ta phải xử lý liền về tự nhiên con tự nhiên anh đi tới đây anh đi tới một cái đội ngũ gần cả chục 20 người đây vậy đó. Chỉ là đi test Covid thôi nhưng rất là nhiều an ninh nè, các anh an ninh nè đó đây. Cái này là do khi đó là anh em không phải là anh em còn thứ quan này. Cái Covid mà làm gì mà công an công đồ rồi cầm lông đứng lại. Đó mọi người thấy mất thời gian không? Kêu là liên quan tới một cái F0 nhưng tới bây giờ tới đây đứng cả hơn nửa tiếng đồng hồ, gần cả một tiếng đồng hồ làm việc với chúng tôi nhưng mà rốt cuộc không có một cái giấy tờ gì chứng minh là chúng tôi liên quan hết. Và anh này với cương vị là chủ tịch phường nè. Test là đúng chứ em làm sao mà biết được? Làm sao mà biết được tự nhiên khăng khăng cái kêu tới đây là test một cái ca nào đó mà hoàn toàn ca dân quân bên phường là không bao giờ ăn bún quán chị. Rồi họ làm gì là làm sao mình biết được, vì cái sự an toàn và sức khỏe và tính mạng của gia đình chị không đồng ý khi chưa có những giấy tờ đầy đủ. Không thông tin không đầy đủ. Thời đại bây giờ mà đi tới cứ là nói khăng khăng vậy sao được.
Còn camera an ninh để đây, mới đầu họ kêu họ tới có camera, nói một hồi họ kêu là camera bị hư rồi. Biết là không ai rảnh, mình cũng, họ cũng có công việc của họ, nhưng khi họ làm việc họ phải có giấy tờ, em phải có thông tin, ngay cả cái anh dân quân nào đó không tới ăn bún chị chắc chắn là không tới. Chồng chị là phản động mà dân quân không bao giờ tới ăn bún quán chị, ngay cả các cán bộ bên phường cũng không bao giờ tới ăn bún. Tự nhiên là bây giờ đi khai là liên quan tới đưa tiền là chị thấy thông tin là sai rồi đó. Đừng có dùng cái từ mà ví dụ như nãy từ mà mình khác gì không rồi cái thứ nhất là anh tới đây anh bởi vì cái này á là... không anh, khi anh làm anh phải đúng trình tự pháp luật, anh đúng cái nguyên tắc của anh thì lúc đó anh mới đó cũng dùng. Còn bây giờ anh tới nghe nè, dịch không thể mình làm đúng cái trình tự không, không đúng mà anh mà không có đầy đủ hay cầu thì lai mất không rồi. Có cái gì á mà nó qua được những pháp và pháp luật đó, và tôi là người công dân tôi có quyền làm những cái gì pháp luật này, có nghĩa là tôi đang nói anh câu chuyện là phòng chống dịch này, có nghĩa là tôi làm trước để mà đảm bảo an toàn, sau đó là thủ tục nó chạy theo. Vậy tôi hỏi anh, vậy anh lấy gì để đảm bảo an toàn sức khỏe chồng tôi, nếu như chồng tôi không có mà các anh đem, tôi là không tin tưởng vào những cái đồ bộ test kit của các anh biết vụ Việt Á không? Những đừng có nói gì nữa con, cái chuyện Việt Á là có cơ quan quản lý. Vậy chúng ta là người dân, khi thông tin của nhà nước làm sai, thông tin của nhà nước làm sao chúng tôi có quyền lo sợ. Có hai phương án, tôi nói với chị có hai phương án. Phương án thứ nhất, nếu chị cùng phối hợp với địa phương để đảm bảo các phòng chống dịch thì chúng ta làm theo cái phương án hồi nãy nhờ tôi trao đổi. Phương án thứ hai, nếu anh chị không đồng ý theo cái nội dung này thì tôi đề nghị anh chị vào trong nhà. Không anh sai, anh sai, anh tới, anh đưa giấy tờ ra đây, cứ đưa nội dung ra đây. Mà có cái rút trong người, rồi chị bán hàng ăn, chị lay đó thì ai là người chịu trách nhiệm? Ủa, thứ nhất khi nào á mà anh đưa nhiệt cái giấy tờ thông tin đầy đủ, bởi vì anh em ở đây đó, chúng tôi nghe thông tin là chúng tôi phải làm việc. Cả tiếng đồng hồ rồi mà mấy anh nói chuyện khăng khăng không? Chủ tịch phường đi qua làm việc mới người dân một tiếng đồng hồ rồi mà không có một cái giấy tờ gì để ấy hết. Cái thông tin dịch tễ là khi đánh ra là bên y tế là họ đóng dấu luôn rồi, là họ phát đi khắp các quận và các ca liên quan luôn rồi. Các anh nhận được thông tin là chắc chắn đã có rồi, mà các anh kêu bây giờ còn chưa có. Một tiếng đồng hồ các anh làm phiền tụi tôi quá. À, đây là thời gian của chúng tôi. Các anh chị đến đây mà không có đầy đủ giấy tờ chứng cứ, các anh đang làm phiền công dân. Em hiểu luật không em? Em hiểu luật không? Mọi người làm việc cho cơ quan cán bộ nhà nước đúng không? Tới đây làm việc với công dân phải đúng trình tự pháp luật và có giấy tờ đầy đủ. Còn nếu như không đúng tức là đang làm phiền. Em thấy đó, tới một tiếng đồng hồ cái thông tin dịch tễ đâu? Mình bán bún một ngày bao nhiêu tô, bao nhiêu người khách, toàn khách quen không thôi. Không có một người nào là dân quân mà đi qua đây ăn bún hết á. Còn ok, nếu có thì cứ đưa thông tin giấy tờ ra đây. Các anh rõ ràng không có, mà không làm phiền là cái gì? Chưa? Đây, họ đến với bao nhiêu người, còn cả chục người, hơn 10 người nhưng mà không có một cái giấy tờ gì hết á. Chỉ tới nói thôi.
rõ ràng tới đây ép bọn mình test, nhưng kêu là ca liên quan nhưng hoàn toàn không có giấy tờ thông tin dịch tễ của cái ca đó. Thì mọi người, theo mọi người có cho test không? Và đi cùng rất là nhiều là an ninh. Rõ ràng các cơ quan pháp luật đang làm sai. Anh chủ tịch phường, bây giờ chúng tôi phải đợi bao lâu nữa? Chị chờ tí. Chờ tí là bao lâu? Chúng tôi có thời gian chứ. Chị chờ tí. Bởi vì giờ chị em đang đi đâu, đang tôi điện cho ai được. Ủa? Hôm nãy giờ bà họ cũng mặc đồ bảo hộ, họ chạy ở đâu có nghe điện thoại của tôi được, tôi điện nãy chị đáy máy luôn đó. Thông tin dịch tễ thì chỉ việc email qua thôi mà. Sao phải khổ sở vậy? Trước khi đến đây các anh phải chuẩn bị chứ. Cái này là làm phiền người dân một cách trắng trợn luôn nè. Đây, chỉ có một cái thông tin dịch tễ thôi mà nãy giờ biết bao nhiêu con người tới rồi đi, cũng không có. Ý là an ninh theo dõi anh sáng giờ rồi. Anh biết mà. Đó, mọi người thấy cả chủ tịch phường cũng tới đây cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà ngay cả cái thông tin dịch tễ họ còn không nắm, không có. Và tôi khẳng định là không có dân quân nào mà tới quán của chồng tôi ăn bún hết đó. Chúng tôi nhờ họ trích xuất camera thì họ kêu camera an ninh nhưng lại bị hư. Bị hư như trong những cái lúc cần thiết, còn cái lúc mà nó bất lợi cho mình là chiếc là có liền à. Đưa cái thông tin của quan trọng hơn nó ra đây, nhà cửa địa chỉ đâu có rồi mà mình sẽ thôi, là sau này mình tới mình tìm ra thằng đó phải rồi mình còn cái chuyện ngược lại nói chứ, còn mà chuyện nó ra pháp luật chứ. Anh khang đó, thí dụ như anh tới đưa lỡ cái thằng quan trọng hơn nó bà điên mà cùng nó khai bày tôi còn đưa tôi kiện nó chứ. Em cũng không biết có lẽ. Thôi, đây tới ép người dân test mà một tiếng đồng hồ là vẫn không có thông tin dịch tễ của người liên quan. Chẳng hiểu anh chủ tịch phường anh làm gì nữa. Anh cứ đi về đi, khi nào có thì đem tới đây. Đem qua chữ đi. Có chữ nãy giờ cả nửa tiếng hơn rồi anh. Từ lúc anh đứng anh mới kêu đợi. Trong khi đó nửa tiếng trước là anh cũng tới đây anh nói tùm lum hết rồi. Cái này bên anh phải nắm trước chứ. Anh làm. Tức là khi á có thông tin dịch tễ không? Bên y tế đúng không? Cần gì thí dụ không, họ sẽ đánh ra hết. Gọi vô cái máy điện thoại smartphone chụp nó ra đi. Nhưng đơn giản họ sẽ ra thông tin hết xong rồi bắt đầu họ sẽ email gửi đi tất cả các quận, những cái liên quan, nói, các phường. Thứ nhất là tôi nói cho mọi người biết một cái điều như vậy nè. Nhất không phải là tôi là không hợp tác mà đây đó là quyền của người dân, tôi có quyền được thấy rõ ràng thông tin. Giả sử như tôi cần cái thông tin rõ để gì, để cái anh Phan chồng tôi đó, tôi chưa biết là người nào có tới đây ăn uống của quán tôi hay không, nhưng mà vì cái sự sai lầm của anh Khai tầm bậy tầm bạ hay là anh cố tình anh hại tôi. À, anh Khai nói tôi là tới đây năng để ảnh hưởng tới công việc buôn bán của tôi. À, rồi thứ nhất tới vấn đề sức khỏe, rồi những uy tín của tôi buộc rằng phải đưa thông tin cho tôi rõ ràng để được tôi biết cái anh Phan của tôi nó là ai, nhà ở đâu, địa chỉ ở đâu, rồi hình ảnh như nào, lỡ sau này mà không phải tôi còn biết đưa tôi kiện lại cái anh Phan của tôi đó chứ. Tự nhiên không phải họ tới quán tôi rồi họ nói tôi liên quan tới một cái phòng bắt tôi đứng ra test tiếp rồi làm
có quyền từ chối khi nào thông tin đầy đủ và rõ ràng, tôi sẵn sàng hợp tác. Đấy, họ tới mà rút cuộc họ cầm được một cái mẫu dây lồn tới nãy giờ hơn tiếng đồng hồ mà rút cuộc cũng vẫn vậy. Mà đi test thì đi hai người, một người đã làm cả gần công an, bốn người rồi an ninh đâu làm gì mà gần cả mười mấy người mà kéo tới quán mà đi test chứ không phải là đi đánh trận đâu mà đi ghê. Đi tới test người ta chứ phải là đi đánh trận đâu. Đó, giờ lặng lặng đi hết đó. Là làm khách ở đó rõ ràng trong lúc họ tới là khách tôi đang ăn bún, họ thấy sợ họ bỏ chạy là tôi thấy tôi mất thu nhập đó. Là lát cái ông Phan chồng tôi, ông Phan bà là có đúng rõ ra khách tới đây ăn là tôi chắc chắn là không có cái ông dân quân nào ở phường qua đây ăn bún đó. Thà họ nói một người nào đó tôi còn có thể họ khẳng định là một cái anh Phan chồng tôi dân quân của phường, mà tôi chắc chắn là không có một dân quân nào bởi phường Thanh Bình mà ghé đây ăn bún. Mà ok, mà cho dù có ghé đi chăng nữa thì cái nguyên tắc là phải đưa cái thông tin cho tôi để tôi biết. Là biết ngày giờ nào, anh nói ăn ngày giờ nào, ngày đó tôi có bán hay không chứ? Ngày đó tôi nghỉ bán đó, tại vì quán tôi trong thời gian vừa qua có nghỉ 3-4 ngày. Thì tôi mệt tôi nghỉ, rõ ràng tôi nghỉ bao nhiêu ngày thôi, ở đây camera chiếu rõ ràng này, ông tới đang muốn có mặt đâu. Camera cách đây có 20 mét thôi mà. Hồi xưa mỗi lần tôi làm gì là phường chụp hình tới hình màu rõ luôn chứ. Mình phát qua từ thiện đây, họ tới là đổ thương mình, là tập trung đông rồi tới chụp hình ảnh cả đống cả lắc trên có nữa chứ đừng có nói thơ. Thôi mình cứ dọn quán lần đi, để coi họ đưa giấy tờ gì. Tự nhiên con cũng rốt cuộc giờ này nãy giờ bún đang bán khách đang đông, bây giờ chạy hết giờ còn đóng bún, ai tới ăn miễn phí tôi tặng luôn chứ nè. Giờ con giờ người ta cũng dám tới lấy bún luôn. Nếu mọi người đã thấy là thời gian từ khi đến đây tới giờ là cũng gần cả một tiếng đồng hồ rồi. Mà đến bây giờ họ vẫn chưa đưa ra những cái điều mà cho nó rõ ràng, mà tôi cũng nghi ngờ cái mục đích họ đến đây. Thứ nhất là cái vấn đề là ngay từ đầu đã thiếu sự minh bạch, không rõ ràng về cái cục pháp lý để mà tới làm việc. Để bây giờ từ những cái yêu cầu của người công dân rõ ràng, tôi không có phải chống đối hay là tôi không có phải là phản đối gì cái việc này. Tôi chỉ có một điều rằng tôi muốn khi ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng và danh dự của tôi. Tại vì cái vấn đề này á là nó cần phải có sự rõ ràng. Tôi yêu cầu á, là cái thông tin dịch tệ của cái anh chàng mà nói là khai, nói là tới quán tôi ăn bún. Tại vì ngay từ ban đầu họ nói là cái anh Dương Quân, tôi đã không đồng ý. Tại vì không có Dương Quân nào qua đây ăn. Nếu đến bây giờ là thời gian gần một tiếng rồi trải qua, mà đến bây giờ thì những cái yêu cầu của tôi không có mà. Anh chủ tịch phường đi về rồi. Chủ tịch phường cũng đi về, mà không thấy bây giờ. Đi dịch tệ mà tại sao lại có an ninh ở bên cục C69 rồi công an phường, rồi những cái an ninh mặt thường phục thường thường là đi theo dõi tôi trong những công việc tới đây làm gì, những cái dịch tệ chứ phải là đi đánh trận đâu. Và tôi nghi ngờ cái việc này, cho nên tôi sẽ đợi đến khi nào mà họ đem được cái thông tin dịch tệ của anh Phan Trọng Khôi nào đó rồi, và ngày giờ đến đây, và tôi muốn biết địa chỉ rõ ràng của anh đó, hình ảnh của anh đó, để em gì, để nếu như sau này mà sự cái điều này mà tôi sẽ chứng minh được là không có cái điều đó xảy ra, thì tôi có cơ sở để tôi kiện ngược lại cái anh Phan Trọng Khôi nào đó. Tôi chưa chắc là có cái anh Phan Trọng Khôi nào luôn, mà đây tôi thì nghe họ nói là có cái anh Phan Trọng Khôi, thì nếu như cái điều đó không xảy ra thì tôi kiện cái anh Phan Trọng Khôi đó, là thứ nhất là làm ảnh hưởng tới công an việc làm của tôi, ảnh hưởng tới danh dự thời gian của tôi. Không, cái anh này là dân quân của phường thì phường nắm rất rõ thông tin chứ, phường không có liên đới trách nhiệm. Tại vì anh tôi hỏi mọi người đây bây giờ tiện con Khang họ nói là có một cái người bị F0, mà lại không liên quan tôi. Bây giờ mà cái kit test vừa rồi tôi có quyền không tin tưởng vào cái kiểu kit test này là của công ty Việt Á, nó đồng có hiệu quả, nó biết bao nhiêu người ở Sài Gòn và Hải Bình Dương đã bị ảnh hưởng, và rất là nhiều. Cho nên khi liên quan tới vấn đề sức khỏe của tôi, tính mạng của tôi có quyền từ chối khi họ không đưa ra những vấn đề rõ ràng. Hả? Okay.
Đây, anh chủ tịch phường lại xuất hiện và vẫn chưa có thông tin dịch tễ. Đi xuống lấy thông tin dịch tễ mà 5-6 anh bạn an ninh đi đợi đứng theo dõi vô duyên không? Vẫn chưa có hả anh chủ tịch? Nãy giờ 3 lần chờ xíu rồi đó. Coi sao chứ mất thời gian quá luôn của cả đôi bên. Đầu kia còn đi chung dịch tệ với đầu kia rồi, đầu cái hẻm tới 4-5 ông đứng đầu đó nữa. À, đó chỗ cái hẻm an ninh đứng đi Dũng cho nên mẹ đi xuống chuẩn bị bắt mình đây, mà làm gì mà kéo xuống rồi đóng an ninh. Ví dụ gì đi test nói có nghi ngờ chứ thông tin thì không đưa. À, nội dung đó đang thôi mà rốt cuộc có an ninh thì bao vây quanh nhà. Vô lý thiệt chứ. Một cái phường như vậy làm việc thời đại bây giờ mà đi xuống hành nhà mấy tiếng đồng hồ đối, mà đối, đối diện phường cách tờ. 50 mét. Ngay cả anh chủ tịch từ sáng tới giờ luôn mà anh cũng không nắm được thông tin, không có một cái giấy tờ gì hết. Đây nè, chủ tịch phường đây. Thời đại toàn là người trẻ không làm việc cứ nguyên tắc và nhanh nhẹn lên luôn. Anh này cũng người bên phường luôn. Không biết là họ đang toan tính cái gì nhưng mà cái này là thấy hơi kỳ lạ quá. Mục đích của họ thật sự không phải là để test Covid. Đây mọi người ơi, ngày nào cũng có bún miễn phí cho người khó khăn hết. Nếu ai khó khăn thì cứ tới đây. Phần miễn phí cũng như là phần mình bán luôn chứ. Thánh Đắc Hành. Thánh Rắc Hành lại bị hành. Nói chung không có gì hết, nhưng mọi người đừng lo lắng cho mình. Tại vì cái vấn đề là khi nhà nước, các cơ quan công quyền làm việc thì phải trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Các anh ấy đến làm việc quấy nhiễu tụi mình nhưng mà hoàn toàn không có một giấy tờ liên quan chứng minh là tụi mình liên quan hết. Đi gần cả mười mấy người gồm cả an ninh, công an. Có anh chủ tịch phường sáng giờ đây, hành quá sức luôn. 21/1 ông Ích Kim Nhật ơi, ra Đà Nẵng thì ghé chị nha. Đó, để cho mọi người thấy tác phong làm việc của chủ tịch phường Thanh Bình nè. Hành dân là chính. Anh múc bốn chai hả? À. Ủa anh chủ tịch ơi, ý là sao mà lâu quá vậy? Tí thì tí nữa thôi vậy. À, 4-5 tí đi ti rồi đó.
Thật sự test Covid là để an toàn thì hoàn toàn tốt mà. Nhưng mà nếu như mình không liên quan mà những ai đó muốn có ý hãm hại mình hay là cái gì đó thì làm sao mình biết được. Vì sức khỏe và tính mạng của mình phải tự bảo vệ thôi. Tại vì không thể tin vào những cái điều mà như báo chí lâu nay đưa được. Cái thông tin các test kit bị loại dởm, loại lừa đảo, hàng thì nhập từ Trung Quốc nhưng mà lại nói là phát minh sáng chế. Đó, mọi người cũng thấy rồi đó, làm sao mình tin được. Làm sao mình tin mà mình giao cái sức khỏe của mình cho một người khác được, trong khi đã đến đây làm việc với mình nhưng mà không có một cái giấy tờ chứng minh là mình có liên quan nữa. Thật sự là vô lý luôn. Mình phản đối cái việc này. Đây, anh chủ tịch phường chỉ biết đứng vậy thôi, không làm được gì hết. Chủ tịch phường thì cũng có đẹp trai, trẻ lắm em. Nhưng mà hành dân quá. Mình tắt nha, lát có diễn biến gì mới thì mình sẽ like cho mọi người thấy. Đó, mọi người có thấy vô lý không? Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, ngay cả chủ tịch phường cũng không đưa ra được thông tin dịch tễ của cái người F0 đó. Nhưng lại tới đây lại nói không khang rồi ép tụi mình test Covid. Và đi rất nhiều là an ninh. Mình có quyền nghi ngờ về điều đó. Và rõ ràng cái thông tin dịch tễ đơn giản vậy thôi, liên quan tới ngày giờ nào, tới quán mình giờ nào, tên gì, họ cũng không có đưa ra được. Thật sự là rất là đáng nghi ngờ. Đây, bây giờ họ cứ ngồi họ canh rồi họ đợi vậy đây. Họ đi qua đi lại. Anh chủ tịch phường thì hết đợi được đi về rồi. Một cái đất nước làm việc mà coi thường người dân. Cán bộ công quyền mà không có thượng tôn pháp luật, hành luật nhưng mà không có có đúng luật gì hết. Người dân làm ra hàng ngày là công cụ đóng thuế cho nhà nước, nhưng mà tới đụng chuyện là hành dân như thế này đây. Đây là an ninh nè, an ninh cái anh mặc áo trắng nè, rồi công an nè, hai ba người ngồi. Đó, đây đây anh chủ tịch phường anh đi ra đây đó, anh cũng hoàn toàn chưa có thông tin dịch tễ đây quý vị. Tờ giấy là nó kẹp chứ nó chặn là nãy đó, đó tờ giấy kẹp sẵn nãy giờ đây. Cái anh công an đó là ảnh ở đây từ sáng sớm tới giờ mình đã thấy ảnh rồi. Mọi người có quen với thông tin dịch tễ khi mà dịch không? Một tràng dài từng ngày người đó đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai, gặp ai. Nhưng cái người tới quán mình thì lại không có. Đây, báo cáo của anh chị là như thế này này. Bây giờ điều tra dịch tễ này quan trọng thôi. Cái này không chụp được. Không được. Cái này liên quan. Cái thông tin dịch tễ trong đi hắn có cái tên tủ của người bị F0 không. Ủa? Thể đưa cho anh Mạnh phát. Ok, anh Mạnh đưa đây. Không, đưa đây cái màn mô. Anh thấy cái màn cái tên không nào mà đưa. Bây giờ anh đưa được, anh xem đi. Không, từ anh dừng lại nè. Đó, đây, mọi người. Cái này nó liên quan tới cá nhân của tôi. Thứ nhất, tôi muốn ghi lại để có được cái anh Phan Trọng Khôi này là anh nào. Anh có nói bậy nó vào để ảnh hưởng tới danh dự, sức khỏe và tính mạng của tôi không? Rồi. Nếu như sau này tôi chứng minh được anh này không tên có tôi có cơ sở tôi kiện lại chứ. Cho nên tôi cần phải ghi lại là nó. Đó là một kiểu bình thường, không có gì hết. Không có cái việc gì xảy ra ở đây cả.
Còn tôi sẵn sàng hợp tác khi điều kiện. Cái vấn đề tôi cảm thấy được đáp ứng thứ nhất là tôi muốn biết được cái người mà tới đây, thứ nhất là có camera này, thứ hai anh nó tới ăn ngày nào, giờ nào, có biết quán của tôi không? Cái thứ ba, tôi được quyền ghi lại những cái gì thông tin mà của những người liên quan tới vấn đề sức khỏe, tính mạng và cá nhân của tôi. Để làm gì? Để tôi, nếu như cái anh này nói sai, anh này nói không đúng, tôi còn kiện lại được anh này. Bây giờ tôi hoặc nói là mấy anh đưa thông tin thông tin dịch tễ là phải của bên y tế đưa ra, anh cứ đọc, anh cứ cầm anh đọc đây, bây giờ, anh cầm anh đọc đây. Anh là người đóng dấu đó. Không thể cung cấp cho anh được cái tên của anh này. Còn nếu mà anh vừa mới nói phản cộng khối đó. Nhưng mà bây giờ tôi không thể đưa cho anh chụp hình và anh làm gì nó được, bởi vì anh yêu cầu là tôi không thể đưa. Ông chụp hình. Tôi thứ nhất, tôi phải đưa anh đưa tôi đọc. Đây, tôi đọc cho anh luôn. Không, vô lý. Anh làm cái này mà bí mật ghê vậy? Không. Cái này có liên quan tới cái không, trường hợp anh liên quan tới tôi nữa. Nè, nếu mà trường hợp anh đưa rất là nhiều người hút dạ, thì người này dạ, người ta. Dạ, không, có một bây giờ tôi không đó. Quay, không quay, được. Nhưng mà anh cứ dạ, nói chậm đi. Dạ, có một người nào đó. Đây, tôi, đó, để cho anh đọc, được chưa? Anh đọc đi, tôi cầm cho anh đọc. Qua thì có đúng cái văn bản của bên y tế không đấy chứ? Cái này là của trạm y tế phường Thanh Bình này. Cái này mà không. Bây giờ tôi không có nói gì hơn nữa. Anh có hiểu văn bản không? Anh phải biết công tác phòng chống dịch nó cái như thế nào. Cái này không phải là một cái văn bản pháp luật. Đấy, đúng nè, cái này anh tự đánh này nè. Cái này là liên quan tới không. dịch tễ. Anh đừng có lỗi cái việc dịch tễ ra này. Còn nếu mà anh cần thiết cung cấp cái nội dung mà đúng theo văn bản đó, thì anh cứ gửi đơn qua phường. Tôi sẽ mời cái tờ giấy này là một... Đi đó, cái này tờ giấy là không phải trạm y tế đưa ra. Bây giờ đâu, bây giờ tôi nói đi cho nhanh nè. Tôi đọc luôn cho anh nghe nè. Tôi 18 tháng 1 là ăn sáng ở nhà, đi làm bình thường. Cái phần trên tôi không nói, cái liên quan tới anh. 20 tháng 1, ăn bún tại 21 ăn bánh kim, anh Lâm phục vụ lấy tiền và tôi không đem ra. 20 tháng 1, ăn qua. Đúng không? Được chưa? Hôm kia. Bây giờ tôi nói anh như thế này, vì sức khỏe của anh chứ giống như là mọi người xung quanh. Thứ nhất, hai phương án thứ nhất, nếu mà trường hợp anh đồng ý, chúng tôi xét nghiệm. Nếu mà anh âm tính, thì việc buôn bán anh bình thường, bởi vì rằng nó ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Còn phương án thứ hai, không. Bây giờ anh nói cái đó. Phương án thứ hai, nếu anh nói nhất quyết anh không có gặp anh thôi, ABCD anh làm cho tôi một cái cam kết. Anh chịu. Okay. Anh nói trong chưa? Bây giờ anh nói trong chưa? Đi. Thứ nhất, nãy giờ tôi đi yêu cầu này, thứ nhất tôi nói là đang đầu tiên anh đến đây anh nói. Ngay cả cái thông tin dịch tễ họ cũng không cho mình được đọc á mọi người ơi. Chỉ là một tờ giấy đánh ghi chữ điều tra dịch tễ xong ghi ở dưới là có liên quan tới quán mình. Vậy thôi. Mọi người có thấy thông tin dịch tễ trên mạng không? Bây giờ có một cái anh có đầy đủ các mục từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè. Bạn đọc anh đủ các không có một cái giấy tờ. Bây giờ mà anh cầm qua thì tôi yêu cầu với quyền công dân của mình, tôi được quyền ghi hình lại cái đó. Tôi đảm bảo tôi không có bắt đáng ra. Cái đó là tôi cam kết được. Nhưng ít nhất tôi phải được dừng những cái gì liên quan tôi để trong này. Tôi có quyền. Tại vì sáng giờ ít nhất là tôi đã nhận được quyền này. Tôi có quyền kiện lại cái phát của tôi đó bị anh khai láo, khai không đúng. Ngày 20 là anh được ở đây không? Và tôi có xung quanh đây còn khi bị anh ở đây không? Cho nên đó là yếu và khi bên anh đã có điều kiện cái điều mà người công dân có quyền như vậy muốn. Ok, chứ tôi không phải là tôi chống đối đâu, tôi chỉ muốn là đầu tiên cái không? Không, em đang nói gì anh đi đã, anh đi nói gì cho không? Rồi anh xong chưa? Thế được tôi nói này. Thứ nhất là về cái thông tin mà của người F0, tôi trao đổi qua đường tháng để anh biết cái người đó là như thế nào. Còn bây giờ tôi không thể cung cấp cho anh để anh chụp hình được. Còn nếu trường hợp anh muốn làm rõ cái vấn đề này, anh cứ gửi đơn qua phường, tôi anh, sẽ làm cái việc này không phải là thông tin dịch tễ. Rõ ràng tôi nhìn này đây là văn bản không phải là của thông tin người khác nữa. Cái văn bản này không phải là của thông tin dịch tễ của bên y tế đưa ra. Đây là cái thông tin nhanh. Bây giờ nói các anh làm việc phải có thông tin dịch tễ chứ sao lại nhanh. Bây giờ nhanh cái sáng giờ không có, anh đi mấy tiếng đồng hồ anh bắn một tờ giấy ra rồi anh cho nhanh nè. Thông tin nhanh có nghĩa là họ thông tin về cho phường. Y tế ở cấp đây họ nhận được dịch tễ, họ thông tin, họ nói là đó ngày đó F0, họ có tới ăn uống tại vì đấy đó. Bây giờ có ngắn gọn như nhanh này. Bây giờ anh không cho nó biết cái quản lý quốc gia nó cầm phép anh biết cái gì để luôn nha này. Trước mắt cái quản lý quốc gia cho anh là để bảo vệ sức khỏe cho anh là thứ nhất. Cổng nhìn nhận bệnh cho nó nghe là anh bảo vệ sức khỏe cho anh và bảo vệ sức khỏe tất cả những chồng nó đây. Cái đó tôi biết rồi, nếu như vậy thì anh cứ chấp hành để cho họ có sự vấn đề đấy. Không, anh không, bây giờ anh không chấp hành cái ý kiến mà cơ quan chức năng thì toàn xét nghiệm tôi là không bắn, tôi chỉ bắn cái chức năng
Đâu, bây giờ anh lấy gì cái gì mà đâu, gì anh Lâm anh nhét cái cuốn tiền túi là anh Lâm anh chỉ lo anh tới gì này cho anh tới gì anh chưa giới thiệu mà anh tới gì đâu tôi nói phải làm gì này anh nói một câu cho anh nhét tiền của mình túi hả anh Lâm ơi tôi có cái gì mà tôi trong đó tôi đã có yêu cầu những tại chân tôi có cái gì trong đó anh giải thích cho anh đấy là anh giải thích xong thì anh chỉ cần dừng lại giải thích anh không được quyền nói là tôi anh nhét tiền của mình túi à không anh đừng nói gì đó tôi nói thôi bây giờ tôi nói nè ông nói xong rồi ông từ đi đâu bây giờ tôi nói anh có nghe không có hai phương án được chưa hai phương án chúng tôi cũng không bao giờ muốn làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh buôn bán của người dân mà chẳng qua hôm nay chúng tôi xuống đây làm là để làm gì thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho anh và gia đình cũng giống như là các hộ lân cận xung quanh tôi nói vậy là gì mà tôi đứng đây cả mấy tiếng đồng hồ đi chính xác đâu khoan tiếp tục để tôi nói đã cái nội dung tiếp theo phương án bây giờ có hai phương án mà tôi nói đầu phương án thứ nhất để ra đây hỏi các em phương án thứ hai anh nói anh không yên tâm về cái xét nghiệm đây tôi đưa ra phương án thứ hai đề nghị anh làm một cam kết anh chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trường hợp tôi là không ABCD tôi không gặp anh Phan Cộng Thôi ABCD đó được chưa anh nói chuyện anh đi căng căng này đầu tiên bây giờ thông tin của không anh phải cam kết này anh lỡ trường hợp mà anh có virus trong người anh lây ra thì sao thì anh cứ đưa tất cả những thông tin đó thì bây giờ anh có cam kết không tôi cam kết ok tôi sẽ cam kết đầu thứ nhất anh đưa thông tin hình ảnh của anh Phan Cộng Thôi đó có tôi để tôi biết thứ nhất tôi đảm bảo rằng các tới theo tôi là tôi biết thứ hai nhà cửa không đúng trình tự pháp luật nha. Ngay cả một cái văn bản các anh đánh cũng không đúng văn bản quy định nữa, không đúng văn bản quy định nữa. Anh đưa một cái tờ giấy lộn ra rồi anh nói. Không, cái chuyện con dấu nè, cái cộng hòa xã hội chủ nghĩa của các anh vứt đi đâu rồi? Tôi nói với chị nghe nè, cái thông tin liên quan tới phòng chống dịch. Không. Bây giờ có thông tin gì cũng phải đúng quy định hết đó. Không có bàn cãi. Là đã văn bản là phải đúng quy định chứ. Vấn đề như thế này này. Thứ nhất, chúng tôi không thể cung cấp cái thông tin dịch tễ bởi vì thông tin này là thông tin đầu bộ. Chúng tôi nha, thông tin cho anh là thời điểm giờ nó F0 vì đang họ không qua bên chỗ quán mà gọi đào hay Tuấn Nguyễn đó họ ăn bún mà bất gì họ nói. Bờ dài tôi có quyền nghi ngờ. Đâu, anh có quyền nghi ngờ là cái này là quyền công dân của anh. Đúng không? Là tôi hoàn toàn là nhất trí. Anh có cái đơn gửi qua phường. Tôi sẽ mời anh lên làm việc và tôi sẽ cung cấp đầy đủ tất cả. Tới hồi đó tôi sẽ cung cấp đầy đủ hết là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ phương án tôi đề nghị là như thế này. Một là cho anh em mời xét xét nghiệm mà để mà coi thử có cái virus trong người hay không. Trường hợp nếu anh nói là thôi từ từ. Nếu mà trường hợp anh không thấy tin tưởng vào những cái cách xét này, được chưa? Thì anh cho tôi một cái cam kết, anh viết cho tôi mấy chữ trong đó là anh sẽ chịu trách nhiệm từng đi xét nghiệm, được chưa? Từng đi xét nghiệm và gửi cái thông tin đó, thông tin qua phường để phường biết. Và thứ hai nữa là anh sẽ đảm bảo cái 5K hạn chế trong quá trình buôn bán, được chưa? Khoan anh ơi, thôi giùm em 70 đấy. Đợi chứ thôi. Hết trong nhà. Một cái văn bản mà chị đánh được vài chữ rồi ập con dấu lên, dấu treo, dấu này là dấu treo. Không anh, không có gấp anh. Chúng tôi làm không có gấp. Sức khỏe tính mạng của chúng tôi mà sao gấp được anh? Họ đang điều trị nên họ không thể lái được. Chị phải anh lấy không? Thông tin dịch tễ là bộ y tế đưa ra.
cái này là để đảm bảo sức khỏe cho gia đình chị cũng giống như cộng đồng xung quanh. Đó, anh chị, ví dụ như này, anh chị mà không buôn bán kinh doanh á thì nó khác, cái lượng tiếp xúc của anh chị nó ít. Thế còn ví dụ như anh buôn bán hàng ngày như thế này á thì lỡ có virus trong người á thì anh lây như thế nào. Nhưng mà bây giờ cái phương án cũng đặt ra như thế thì anh có đồng thuận hay không? Vậy để tụi tôi tự đi test. Tự đi test. Chứ thì anh cho tôi mấy chữ. Chứ còn bữa sau lỡ mà anh kể ủa không, mấy ông, bây giờ để tụi tôi tự đi test, tụi tôi đem giấy về phường. Rồi đó thì mấy anh đi tái xong thông tin lại cho okay. Làm y tế của phường, cầu gửi qua phường cho chúng tôi. Rồi ok, vậy đi. Vậy thôi. Còn bây giờ anh tới anh bà như thế này nữa nè, bà tôi cũng đề nghị anh là cũng nên có cái đảm bảo. Không, cái đó anh đi cầm, tôi đã thẳng ra luôn. Này. Cái gì, nó là cái gì, và nó đúng cái sự pháp luật tôi luôn các bạn. Tôi luôn, cũng bán, luôn có cộng gia, luôn có tất cả mọi thứ. Tôi luôn, cái gì nó đúng là tôi tuân thủ, mà cái gì không đúng. Tôi có quyền phản đối. Người dân có quyền làm những cái gì pháp luật cho phép. Vậy thôi. Thì bây giờ tôi nói anh bán như đây là đã không đúng rồi. Cái chỗ đây là vị trí đường kiệt mà. Đi nhà cái nhà. Đấy. Đúng rồi. Bây giờ là cái nhà tôi đang để. Không, thì tôi đang nói đơn cử như đó đâu. Chứ đừng có nói, nhưng mà thôi cái chuyện đó là cái chuyện của cái chuyện khác. Còn thôi bây giờ tôi nói anh như thế. Người dân có được quyền kinh doanh bên một nửa vỉa hè mà anh? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ cái chuyện đó chuyện khác không cho người dân làm thế. Nhưng mà thôi, anh cái này là cũng muốn để đảm bảo cho anh và những người xung quanh thôi. Anh xét nghiệm xong anh thông tin cho phường đấy. Rồi ok, tôi sẽ đến một cái cơ sở y tế mà tôi cảm thấy tin tưởng. Rồi. Và trong quá trình anh đi thì anh cũng phải đi một con đường hai điểm đấy. Anh đừng có ghé chỗ này chỗ nào nha. Mua được cái bờ tốt thì anh cũng đem được. Rồi ok vậy đi, tại vì dạ. Cái gì nó bị hoàn con các anh không tôi. Còn nếu mà anh chị mà muốn chi tiết cái này á thì các anh chị ghé phường tôi sẽ có cái chúng tôi không cần chi tiết, chúng tôi chỉ cần đúng pháp luật, các anh cứ tới đây và chúng tôi sẵn sàng. Rồi vui vẻ. Rồi chào. Rồi đó, có nhiêu đó thôi, sáng giờ làm phiền hết buổi sáng. Đó, mọi người thấy không? Rốt cuộc đây rõ ràng là một cái sự làm tiền có chủ đích. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn cái chuyện bây giờ đó, mọi người thấy đó, buôn bán giờ đâu cũng bà con thôi. Bây giờ còn ít bún là tôi đợi bà con ai ghé lấy từ thiện thì tôi cần. Mà sau hôm nay tôi cũng nghỉ bán rồi, tại vì theo như kế hoạch thì hôm nay là ngày cuối cùng của quán bún của tôi. Sáng giờ tôi chào rất nhiều anh em khách bàn tới ăn. Hả? Thì có gì sau Tết buôn bán lại thì cái chương trình bữa ăn cộng đồng để dành cho người khó khăn nghèo sẽ được tiếp tục. Nói chẳng đó, xin chào mọi người nhé.